Sự thật về bồ và vợ. Ai trên đời chẳng có bồ, bồ được gọi là cưng. Vợ thì sống trăm năm, cưng thì sống trăm tỷ bận. Cưng được cưng hơn vợ, vợ được một mà cưng được hai. Rồi rồi, mấy công chuyện này. Duy nhất điều mà cấm kỵ là ghét vợ người ta. Vợ là người dạy dỗ ta, vợ mà nóng thì ta nhu, trai nào ngu thì đi trong dầm, không thì lại hối hận bị cầm bệnh là tội. Nhớ nhá, đội vợ lên đầu. Sự thật về đàn bà và đàn ông. Ai đã từng là đàn bà muốn mình trở thành đàn ông? Ai đã là đàn ông không thèm trở thành đàn bà? Đàn ông phải là chủ nhà mà sao lúc nào cũng sợ vợ la. Còn ông sao? Xinh xắn thuộc về đàn bà à? Nét mặt giữa rừng hương hoa hay quá. Xấu xí thuộc đàn ông, nét mặt như cây ngoài đời. Đàn ông đêm ngày kiếm tiền mà sao tiêu tiền xin vợ chiền miên. Tiền mình kiếm mà mình cứ phải xin người ta thế nào nhỉ? Rõ ràng là tiền mình kiếm về mình. Thế này thì toang chị ơi. Ui trời ơi, chị tôi. Sao? Thế là chị ơi, chị đã mang bầu. Ô hay, chồng thì đi vắng, bầu này của ai? Nay chị sinh nhiều anh hoài nghi, không biết thằng cu giống mình không nhỉ? Bác trường thôn nói. Nói sao chị? Bọ mẹ. Úi nó giống tao. Giống ai thì giống, đừng có râu cái nón được rồi nhé. Chuẩn phải nón rồi, chuẩn phải nón rồi. Ai ố xì mà. Phun nước miếng trên, sóng truyền hình. Thần giải trí đến cho mọi người. Ví dụ như không gian ngày hôm nay rất là vui vẻ này, là một không gian của trong ngày hoàn hảo, mình có thể gọi là biến tấu hay cũng như là ngẫu hứng thôi, một cái đoạn nào đấy mà mình tếu táo cũng như là mình hát vui hay là mình thể hiện khả năng của mình ngay lúc này được, ở đây được không? Tuấn Hùng ở đây thì không chưa mang nhạc cụ gì thì thôi sẽ dùng chính cái miệng là beatbox một đoạn. Chúc quý vị luôn sức khỏe, chúc mọi người luôn hạnh phúc. Đây là một khúc biến tấu bằng beatbox đúng không? Nghĩa là bằng chính gọi là bằng khả năng ở trên ngay trên chiếc miệng của mình thôi là mình có thể tạo ra một cái gọi là khúc nhạc đúng không? Bí kíp chọn chồng. Thổi nhà Tây Âu theo phong cách Tây Bắc.
có em hăm dọa vài lời. Mùa sao về thật rồi, anh dám nào làm trôi. Đến nay anh không thèm hát nữa, bọn nó dù dễ vào quan là anh về. Đến nay anh không thèm chơi cá độ, vì trong vòng tay anh đã có em như con. Cũng chẳng chơi hoa, vì chơi em rồi. Hả? Anh chẳng cần chơi hoa. Khi Thánh Lầy hát nhạc nghiêm túc. Có một chiều, chiều xuân như thế, nắng ngập tràn hồn em ngất ngây mùa xuân. Tình xuân có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Và em đã biết đôi tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt ai. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Bài hát ức chế nhất mùa Tết. Thế thì nó mới thấy Tết.